du khách không được mang chai nhựa, túi ni lông lên đảo Cô Tô từ 1 tháng 9. Cô Tô là huyện đảo ở phía đông tỉnh Quảng Ninh, cách đất liền khoảng 80 km. Cô Tô có gần 50 đảo nhỏ, trong đó khách du lịch đặc biệt yêu thích cụm đảo Cô Tô, Cô Tô Con và Thanh Lân. Để phát triển du lịch bền vững, huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh sẽ thí điểm áp dụng quy định du khách không mang chai nhựa, túi ni lông, các vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường khi đi du lịch Cô Tô từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Việc thí điểm sẽ được triển khai trong khoảng vài tháng, sau đó sẽ tổng kết để tiến tới áp dụng chính thức quy định này. Đây là một trong những giải pháp mà huyện đảo du lịch Cô Tô đang triển khai thực hiện nhằm xây dựng Cô Tô thành huyện đảo không rác thải nhựa. Huyện Cô Tô cũng kêu gọi mỗi người dân trên đảo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa bằng các hành động cụ thể, thiết thực. Trong đó, thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông thông qua việc mua sắm, trong sinh hoạt, làm việc, lao động thường ngày, sử dụng thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống.